Tính nói nó trang phục màu xanh xanh mà nó là ủa sao cha nó lấy trang phục dựng bị rồi lấy tính nó thay đồ khác đi bị trang vậy đi. Em lại nói với chú này là gì cả hay là nói em chọn nhìn cũng như chú mà mình nói là em tân chút tại sự nghĩ quan trọng là mấy tiếng hồ cái gì đó em thêm chút nữa chồng đại đây rồi vô qua Photoshop em chụp cho cắt lấy cái đầu này, cái đầu dán cái mình khác vô là đồng phục nghĩ là mày cái gì là phải chụp hồi xưa đẻ đâu mà ghét ghét đại đấy đó giờ có cái mặt này đâu.